Ok, hello anh em nha, hôm nay tôi sẽ chơi Minecraft sinh tồn phần 4 anh em. Kiểm tra xác. Nay tôi sẽ sinh tồn Minecraft sinh tồn phần 4 nha anh em. Hôm nay tôi sẽ đập kim cương. Chúng ta bắt đầu làm giáp sắt, một cái áo bằng sắt. Tôi chưa đủ để giờ quá tờ. Tôi sẽ bận mặc cái áo này vô. Hôm nay đi đào, hôm nay đi em là chú đi đào kim lộn chỗ em ơi. Này tôi sẽ kiếm cái chỗ nào quy tinh kim cương. Ok, đặc điểm hồi sinh nha. Đây là điểm hồi sinh nha. Đào thẳng xuống ngu lắm nha anh em. Nhỡn chưa hết có giang rồi. Chúng ta mới kiếm được một cái hang cũng khá là sâu đi. Cho xin yến sắt anh em. Cho xin yến sắt. Nói tôi sẽ đi mai. Mình có đặt cái giường hồi sinh ở trên kia. Đỡ Ripper đỡ rồi. Ngủ cái. Ok. Khu mỏ bỏ hoang.
khuôn mẫu bỏ hoa anh em ơi. Mình sẽ làm một cái lỗ. Làm liền một cái lò nung nung nóng sắt này, nung đóng sắt này lên. Chế tạo một cái đôi giày. Đang chơi tự nhiên có điện thoại rồi bạn. Ok. Hết điện thoại rồi. Hi. Điện thoại tiếp anh em ơi. Để ba của mình nghe nha bạn. Mình chơi trước. Ok, bây giờ mình sẽ nung sắt lên. Thêm một cục. Hai cục nữa thôi. Một cục nữa đi mà, hai cục nữa thôi. Một cục nữa thôi anh em ơi. Yeah. Đủ sắt rồi. Làm full giáp sắt. Ủa? Đặt lộn. Đặt lộn anh em ơi. Đấy, full giáp sắt. Giờ không sợ rồi. Nhìn chiến hơn rồi đó. Nhìn chiến hơn rồi đó anh em ơi. Quá trời chiến rồi.
một cái cúp. Đào đi. Đúng rồi. Đủ rồi, đi được rồi. Có nhiều lúc cái máy tính nó bị lag nên là nó bị kỳ. Mình sắp hết đuốc rồi, mình cần than để lấy đuốc. Chết rồi, rớt xuống dưới luôn à. Ở dưới kia ghê vậy. Rồi ok. Rồi, mình nghĩ hôm nay tới đây là đủ dài rồi. Rồi ok, nếu các bạn thấy cho video một like, một đăng ký kênh để mới có động lực làm thật nhiều video cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.